Xin chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Sự Khởi Đầu. Đây là buổi thứ 6, buổi cuối cùng. Chúng ta đã thảo luận về nhiều vấn đề. Trong buổi thứ nhất, chúng ta nói rằng cả tiến hóa và sáng tạo đều là... Tôi thật vui khi biết rằng quý vị vẫn lắng nghe. Cả sáng tạo và tiến hóa đều là những thế giới quan tôn giáo. Rồi trong buổi thứ hai, chúng ta nói rằng trái đất không có tuổi thọ hàng triệu năm. Có nhiều chứng cớ cho thấy rằng trái đất hoàn toàn còn trẻ. Trong buổi thứ ba, ban đầu khi Chúa dựng nên thế gian, thì điều đó là tốt lành. Ban đầu khi Chúa dựng nên thế gian, thì điều đó là rất rất tốt lành. Và buổi thứ tư, chúng ta đã thảo luận rằng khủng long không sống hàng triệu năm trước. Thật sự, chúng vẫn luôn sống với con người. Trong buổi vừa rồi, chúng ta đã nói về một số vấn đề mà chúng vẫn đang được giảng dạy ở trong sách giáo khoa là những vấn đề ủng hộ thuyết tiến hóa. Nhưng chúng ta đã khám phá tiến hóa không được dựa vào sự thật, mà nó được dựa vào niềm tin. Ngày nay chúng ta vẫn có niềm tin trong sách giáo khoa. Bây giờ tôi phải cho quý vị biết, kể cả những ai đang theo dõi chương trình này qua màn hình, quý vị hẳn đã có một thời gian khó khăn cố gắng nuốt những thứ thông tin mà quý vị mới được dạy. Bởi vì cả đời quý vị đã được dạy để tin vào thuyết tiến hóa. Cả đời quý vị đã được dạy rằng trái đất có tuổi hàng tỷ năm, khủng long và con người không bao giờ sống chung với nhau. Thuyết tiến hóa là một sự thật được chứng minh một cách khoa học, trong khi những bằng chứng thực tế lại chỉ ra những hướng khác. Vì vậy, đối với một số người, khi đối diện với tiến hóa hay sáng tạo, thì thật khó để có thể chấp nhận rằng đó là những điều sai sau những gì mà họ đã học. Và vì vậy, tôi khuyến khích quý vị cứ hãy tiếp tục tìm kiếm lẽ thật. Thật sự đó là điều mà tôi sẽ trình bày cho quý vị vào buổi hôm nay. Sự thật. Tôi đã đọc được một thông tin từ một nhà thiên văn vô thần người Nga, một người đã từng khám phá ra sự thật. Nhà thiên văn vô thần người Nga đã từng nói rằng dù là có hoặc không có Thượng Đế. Quý vị biết gì không? Tôi nghĩ rằng ông ta đúng. Đúng vậy, tôi phải nói với quý vị rằng cho dù là có Đức Chúa Trời hay không có Đức Chúa Trời, ý tôi là điều đó hoàn toàn đúng. Tôi không biết điều đó nó thâm thúy ra sao, nhưng đó vẫn là sự thật. Nó là sự thật. Sau đó ông ta còn nói một câu khác cũng mang tính thầm thúy lắm. Cả hai việc khả thi đó đều thật đáng sợ. Câu nói này cũng là một sự thật. Hoặc là có Chúa hoặc là không có Chúa, và cả hai suy nghĩ này đều thật sự đáng sợ. Quý vị hỏi tại sao chăng? Nếu thật sự có một Đức Chúa Trời, thì quý vị nên tìm ra Ngài là ai và Ngài muốn quý vị làm gì. Nếu sự thật là có Chúa, điều đó có nghĩa là Ngài to lớn hơn quý vị, Ngài mạnh hơn quý vị, Ngài thông minh hơn quý vị. Quý vị nên nhận biết Ngài muốn quý vị làm gì và quý vị nên vâng lời Ngài thì hơn. Nếu không có Chúa, thì cái quả địa cầu nhỏ bé này đang xoay quanh mặt trời với tốc độ 66.000 dặm một giờ và chẳng một ai điều khiển nó cả. Thật vô cùng đáng sợ. Hoặc là có Chúa, hoặc là không có Chúa. Và cả hai điều khả thi đó đều thật sự đáng sợ. Một số người không tin rằng có Chúa, và họ cho rằng chẳng có Chúa nào cả. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng không có Đức Chúa Trời. Đó là điều mà họ đã cố gắng công bố. Tuy nhiên, tôi lại không đồng ý. Suy nghĩ cho rằng có một Đức Chúa Trời là điều được xem như là một chân lý hay là một sự thật hiển nhiên. Ý tôi là cái sự thật này tự nó nói lên điều đó. Tôi sẽ cho quý vị những ví dụ. Làm thế nào mà chúng ta có thể biết đó là chứng cứ rằng thật sự đã có một thợ xây nên cái tòa nhà này là nơi mà quý vị đang ngồi trong đó? Đó là cái tòa nhà. Vâng, đúng vậy. Tòa nhà này là chứng cứ của người thợ xây. Để tôi hỏi quý vị điều này. Quý vị thấy bức tranh của quý vị treo trên một bức tường. Làm sao quý vị biết sự thật rằng có một họa sĩ đã vẽ bức tranh đó? Làm thế nào mà quý vị có thể biết được? Đâu là bằng chứng của quý vị? Bức tranh chính xác. Bức tranh là chứng cớ của họa sĩ. Khi quý vị nhìn quanh các tạo vật, làm sao quý vị biết rằng thật sự có một đấng tạo hóa? Bởi vì chúng ta có một tác phẩm sáng tạo. Đó là một chân lý và một sự thật hiển nhiên. Ý kiến cho rằng có một Đức Chúa Trời là hoàn toàn rõ ràng và hiển nhiên. Một số người vẫn tự xưng là người vô thần, thậm chí dù không có thứ gì mô tả về một người vô thần cả. Bởi vì người vô thần là người nói rằng không có Thượng Đế. Tuy nhiên, quý vị không thể biết là không có Chúa, bởi vì quý vị không biết gì cả. Cứ cho là quý vị biết một nửa của tất cả lượng thông tin, thì liệu có thể rằng Thượng Đế tồn tại ở trong một nửa lượng kiến thức mà quý vị chưa có chăng? Vâng, vì vậy, có thể nào quý vị nói rằng không có Chúa được chăng? Không, quý vị không thể nào cho rằng không có Chúa.
quý vị sẽ nói rằng tôi không tin là có Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó lại dẫn đến một sự tự kết liễu trong sự hiểu biết. Giống như là quý vị nhìn cái tòa nhà và nói rằng tôi không biết là có người thợ xây đã xây cái tòa nhà này. Thật sự đó là điều đang diễn ra. Đó là điều mâu thuẫn với tính logic. Điều này mâu thuẫn với những gì chúng ta thấy ngày nay. Và tôi thật sự tin rằng có một đấng tạo hóa đã dựng nên thế gian này, dù là những người theo thuyết tiến hóa hay là chủ nghĩa nhân văn từ chối suy nghĩ đó, thậm chí nói rằng thế giới này đã không được dựng nên. Nó luôn tồn tại, vũ trụ này luôn tồn tại. Đó thật sự là điều mà họ tin. Làm sao quý vị biết thế giới này tồn tại mãi mãi? Nếu thế thì quý vị xem cái vũ trụ này là Chúa của quý vị. Chúng ta không nhìn vào điều này. Nhưng thưa quý vị, định luật thứ nhì về sự không ổn định đi ngược lại với điều đó. Định luật này nói rằng mọi thứ có xu hướng càng mất trật tự và càng hỗn độn và càng ngày không vững chắc. Vì vậy, quý vị không thể có thứ gì kéo dài mãi mãi và tràn đầy năng lượng được, đúng không? Thật không khả thi chút nào. Sách Roma, tôi thích sách Roma. Roma đoạn 1 cho chúng ta một sự nhận biết rất hay và cho chúng ta biết nhiều về những gì đang diễn ra ngày nay. Trong câu 20 chép, bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Quý vị nhìn chung quanh, và rõ ràng là có một đấng tạo hóa. Đức giả nói tiếp, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Câu 21 nói tiếp, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Tiếp theo, họ tự xưng là khôn ngoan, mà trở nên gì? Họ trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Rõ ràng câu này đang nói về thuyết tiến hóa. Họ đã đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát. Và họ nói rằng, không, điều đó không nói về Chúa, mà nói về thiên nhiên. Thiên nhiên đã tạo nên mọi thứ. Do đó Kinh Thánh chép rằng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chiều dựng nên, thế cho đấng dựng nên. Đó chính xác là tình trạng của thế giới ngày hôm nay. Có người ta tôn thờ tạo vật thay vì tôn thờ đấng tạo hóa. Tôi xin nói điều này với quý vị. Thật sự có một Chúa và Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài đã dựng nên thế giới này. Trong sách Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Tôi nói với quý vị điều này. Quý vị không muốn đứng trước miệng Ngài khi Ngài nói rằng phải có sự sáng. Vì ánh sáng đã bùng phát ra khỏi miệng Ngài. Ánh sáng có vận tốc cực nhanh. Quý vị biết vận tốc ánh sáng nhanh bao nhiêu không? Có ai biết ánh sáng đi với vận tốc bao nhiêu không? Có bao nhiêu người biết? Nhanh hơn vận tốc âm thanh. Hay lắm, điều đó đúng. Có ai cho biết chính xác con số không? 186.000 dặm trong một giây. Ánh sáng đi rất nhanh. Ánh sáng di chuyển và tương đương với vận tốc 11.160.000 dặm một phút. Ánh sáng đi rất nhanh. Ánh sáng di chuyển tương đương với 609.600.000 dặm một giờ. Mà quý vị nghĩ rằng quý vị đi nhanh à? Ánh sáng đi rất nhanh và tương đương với vận tốc 5.88.000 tỷ dặm một năm. Xin đừng đi lướt qua điều này quá nhanh. Tôi muốn nhắc lại là 5.88.000 tỷ dặm một năm. Có lẽ quý vị không phải hiểu là 1.000 tỷ là gì. Đừng lo, tôi cũng chẳng hơn gì quý vị. Nhưng tôi muốn cho quý vị một ví dụ nhỏ ở đây. Nếu chúng ta đi ngược thời gian để trở về 1 triệu giây trước, nếu quý vị quay ngược lại 1 triệu giây trước, thì đó sẽ là bao nhiêu ngày? Đó sẽ là 12 ngày trước đó. Vâng, 12 ngày trước đó. Đó là 1 triệu giây. Còn bây giờ, nếu chúng ta quay lại 1 tỷ giây trước, thì sẽ là bao nhiêu khi 1 triệu giây là 12 ngày? 1 tỷ giây sẽ là... 1 tỷ giây sẽ là 32 năm trước.
Mà nếu chúng ta quay ngược lại 1.000 tỷ giây trước, thì chúng ta sẽ quay ngược thời gian chính xác là bao nhiêu lâu? 32.000 năm trước. Quý vị thấy sự khác biệt giữa 1 triệu, 1 tỷ và 1.000 tỷ không? Có ai thấy được câu trả lời chưa? Chắc chưa quá. Ý tôi là có một sự khác biệt rất rất lớn. Hãy xem, mặt trời là một ngôi sao khổng lồ trong thái dương hệ của chúng ta. Mặt trời là một thứ giúp cho chúng ta còn sống đến bây giờ. Và trong thái dương hệ của chúng ta có mặt trời và 8 hành tinh khác nhau. Tôi biết là đã từng có 9 hành tinh. Năm 2007, sao Diêm Vương đã biến mất. Nó không còn là một hành tinh nữa. Vì vậy chúng ta có mặt trời và 8 hành tinh khác nhau. Chúng tạo nên thái dương hệ của chúng ta. Nhiều người muốn biết là thái dương hệ này to lớn cỡ nào. Tôi sẽ đưa cho quý vị ví dụ. Đó là một bức tranh mô tả tất cả các hành tinh khác nhau và sự so sánh kích cỡ tương ứng. Quý vị có thể thấy đây là trái đất. Sao Diêm Vương thì nhỏ hơn ở ngay tại đây. Kế bên là trái đất. Kế đến là sao Hải Vương. Thật sự là chúng được đặt tên như vậy. Rồi tiếp theo là sao Thổ và sao Mộc. Quý vị sẽ thấy các hành tinh này lớn ra sao. Chúng ta cùng xem gần hơn một chút. Chúng ta hãy so sánh với mặt trời. Mặt trời ở ngay đây. Quý vị nói rằng, ồ, trái đất chỉ là một cái trống nhỏ ở đây thôi sao? Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể xếp hơn 1 triệu quả đất này vừa vặn bên trong của mặt trời. Thật là lớn. Một số người nghĩ rằng, mặt trời chắc là thứ gì đó lớn nhất rồi. Ồ, không đâu. Còn thứ lớn hơn như vậy nữa. Hãy xem đoạn clip sau để tự tìm hiểu. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Giây Phút Sáng Tạo. Tôi là Eric Hovind. Chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề lớn cỡ nào là lớn. Để tìm ra câu trả lời, chúng ta sẽ xem qua căn phòng mô phỏng này. Với đường kính gần 8.000 dặm, trái đất thật lớn. Nhưng với kích cỡ đó thì chẳng là gì khi quý vị đem so sánh với sao Mộc hay thậm chí là mặt trời. Hay chúng ta vừa mới bước ra khỏi thái dương hệ của chúng ta. Các ngôi sao như Arcturus hay sao Antares. Và nếu như quý vị không nghĩ ra thứ gì lớn hơn thì vẫn có đây. Đây là trái đất. Thật quá bé nhỏ trong góc nhìn này, phải không? Thật rõ ràng khi Chúa phán rằng trời là ngai ta, đất là bề chân ta. Hãy khám phá nhiều hơn về sự sáng tạo qua trang web của chúng tôi. Ồ, thật rõ ràng khi mà Kinh Thánh nói rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thật tuyệt vời. Quý vị nhìn lên trời và quý vị sẽ thấy gì? Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần chăm chú vào vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy thích khi mà quý vị sống tại một thành phố lớn hay là một vùng nông thôn. Nhưng nếu quý vị sống ở thành phố lớn thì quý vị sẽ phải nhìn lên và thốt lên rằng ồ, hãy nhìn ngôi sao kia kìa. Hoặc là sẽ có nhiều sao hơn thế nữa. Có ai từng đi cắm trại chưa? Bao nhiêu người đi cắm trại rồi? Và tuần trước tôi đi cắm trại với 2 đứa con gái bé bỏng của tôi. Buổi cắm trại của chúng tôi rất là vui và chúng tôi cũng cười rất nhiều. Quý vị đi cắm trại, thoát khỏi thành phố của mình và nằm trên mặt đất dưới bầu trời rộng lớn và hy vọng rằng trời không mưa. Quý vị nhìn lên trời và thấy các ngôi sao rồi thốt lên rằng ôi, thật là tuyệt vời. Có nhiều ngôi sao trên trời. Kinh Thánh chép rằng chẳng có tiếng, chẳng có lời, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Quý vị không thể nhìn lên trời, thấy sự sáng tạo của Chúa và nói rằng tôi không tin vào đấng tạo hóa, tôi không tin Thượng Đế. Ngài đáp rằng, ta thật tiếc, ta đang nói rất lớn và rất rõ ràng. Cả vũ trụ cũng nói rằng, hãy xem Đức Chúa Trời. Quý vị cần phải nắm bắt được, nghe được tiếng gì mà Thượng Đế đang nói qua cả vũ trụ này. Và quý vị cần phải nhận ra rằng Ngài thật đáng kính sợ. Đức Chúa Trời thật to lớn. Và Ngài nói rằng sự vinh hiển của Ngài ở trên các tầng trời. Ý tôi là một số người sẽ nói rằng Eric, tôi không tin vào Kinh Thánh. Tôi tin vào khoa học. Khoa học sẽ dẫn chúng ta đến với lẽ thật tuyệt đối. Khoa học có thể cho chúng ta sự thật. Khoa học được dựa trên sự thật. Có một vấn đề ở đây. Khoa học không bao giờ có thể cho chúng ta sự thật tuyệt đối được.
Tôi muốn tất cả quý vị nhận ra điều này. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để nói về điều này, nhưng quý vị sẽ chẳng bao giờ nhận được sự thật tuyệt đối từ khoa học. Điều đó là bất khả thi, bởi vì khoa học là thứ mà chúng ta gọi là quy nạp. Khoa học là như vậy. Khoa học giống như là một thám tử. Thám tử này xem xét hiện trường hung thủ phạm tội, xem những manh mối khác nhau, đại loại như là, à, có một sợi tóc đằng này. À hả? Được rồi. Hiểu rồi. Hắn ta đã làm ra điều này bằng cái que trong phòng khiêu vũ. Đã tìm ra được ngươi rồi nhé. Vâng, chúng ta đã tìm ra câu trả lời cho điều đó. Khoa học giống như là một thám tử cố gắng tìm xem điều gì đã xảy ra. Và khoa học có thể đưa ra những lý luận hay và kiểm tra mọi chứng cứ, cố gắng xác định điều gì đã xảy ra, nhưng chúng không thể nào là chắc chắn hoàn toàn 100% được. Bởi vì khoa học chỉ mang tính quy nạp thôi. Khoa học bắt đầu từ dưới đáy của sự việc và di chuyển lên trên. Khoa học xem xét các manh mối, cố gắng quy tụ những gì là đúng, những gì là sự thật cuối cùng, điều gì là sự thật tuyệt đối. Nhưng nó sẽ không bao giờ có thể cho chúng ta một sự thật tuyệt đối được. Sẽ ra sao nếu tôi nói với quý vị rằng quý vị có thể có được sự thật tuyệt đối thay vì là quan sát từ phía dưới, xem xét các manh mối và đi dần lên trên? Vậy thì tại sao không bắt đầu từ bên trên và xuống dần bên dưới của sự việc? Giả sử như quý vị xem xét một hiện trường tội ác và kiểm tra tất cả những manh mối khác nhau, tìm ra được điều đã xảy ra và quý vị nghĩ rằng mình đã biết hết tất cả. Và rồi ai đó đưa cho quý vị cái DVD chứa dữ liệu từ camera quan sát. Trong đoạn video đó đã ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra tội ác và quý vị có thể biết chính xác điều gì đã diễn ra. Quý vị sẽ không phải phán đoán nữa, đúng không? Đó không phải là cách bắt đầu từ bên dưới rồi xem xét dần lên trên, cố gắng xác định điều gì đã diễn ra. Camera quan sát sẽ bắt đầu từ bên trên và dẫn quý vị đi xuống các phần tiếp theo. Và nếu quý vị có video quan sát thì mọi manh mối, từng mảnh chứng cứ sẽ khớp với nhau một cách hoàn hảo. Quý vị biết gì không? Chúa đã cho chúng ta cái video quan sát rồi đó. Ngài đã cho chúng ta lẽ thật. Ngài đã cho chúng ta biết điều bắt đầu từ bên trên và diễn tiến xuống tiếp theo, bởi vì Ngài đã có ở đó. Ngài thật sự đã dựng nên thế giới này, một thế giới được ghi lại một cách chính xác về cách mà Ngài đã làm nên. Bây giờ thì vẫn có hai thế giới quan cơ bản. Thế giới quan nhân văn và thế giới quan sáng tạo. Thế giới quan tiến hóa hay thế giới quan sáng tạo theo Kinh Thánh. Hãy nhớ rằng, điều mà quý vị tin sẽ xác định về quý vị là ai. Cách mà quý vị nghĩ sẽ xác định hoàn toàn về con người quý vị. Điều quý vị tin sẽ xác định được cách quý vị trả lời 4 câu hỏi nền tảng mà chúng ta đã thảo luận trong buổi thứ nhất. Còn nhớ không? Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi hiện diện trên đất này? Tôi sẽ đi về đâu khi tôi chết? Điều mà quý vị tin, dù là sự sáng tạo hay thuyết tiến hóa, đều sẽ xác định được cách quý vị trả lời những câu hỏi đó. Và nếu quý vị tin vào tiến hóa, quý vị sẽ trả lời những câu hỏi đó rất khác biệt so với những ai tin vào thế giới quan sáng tạo của Kinh Thánh. Nếu quý vị tin vào tiến hóa, thì quý vị sẽ nhận được điều ngụ ý gì trong thế giới quan của quý vị? Điều đó sẽ bao hàm ý gì? Thế giới quan tiến hóa sẽ ngụ ý rằng đạo đức mang tính tương đối. Không có sự thật tuyệt đối. Nó hàm ý rằng cuộc đời này không có mục đích gì cả. Quý vị có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, bởi vì sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Quý vị sẽ sống, chết và vậy thôi. Tiến hóa sẽ ngụ ý rằng thật sự không có quyền lực nào hết. Quyền lực chỉ là do con người tưởng tượng và dựng nên thôi. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài là đấng ban cho quyền lực. Quyền lực đến từ Đức Chúa Trời toàn năng. Có nghĩa là không có gì mà quý vị làm hay nói hoặc bất cứ điều gì sẽ có vấn đề nếu tiến hóa là đúng. Bởi vì chẳng có Chúa. Quý vị đến từ bụi đất. Quý vị sống và chết. Chấm hết. Vì vậy, điều đó làm tôi tự hỏi tại sao mà những người theo tiến hóa cứ tranh cãi về tiến hóa, bởi vì điều đó sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Vậy tại sao lại cứ tranh cãi về điều đó nhỉ? Tôi chẳng thể hiểu nổi. Nếu thế thì hãy cứ thụ hưởng cuộc sống đi. Hãy sống, tận hưởng và làm vậy, bởi vì đây là cuộc sống duy nhất mà quý vị có. Đối với tôi tin rằng Chúa dựng nên thế giới này. Tôi tin rằng Ngài dựng nên thế giới này với một mục đích. Tôi tin rằng tôi được dựng nên vì có lý do cho tôi. Tôi được dựng nên theo hình ảnh của Ngài để mà tôi có thể đem lại sự vinh hiển cho Ngài nhiều hơn là những tạo vật khác. Tôi nhìn xem cuộc sống rất khác biệt. Và điều mà quý vị tin sẽ xác định cách quý vị cư xử, cách quý vị hành động trong xã hội này. Chúng ta cùng trở lại với thái dương hệ của chúng ta một chút, mặt trời và 8 hành tinh. Giả sử chúng ta ép chúng lại thành kích cỡ của một đồng 25 xu, được chứ? Chúng ta sẽ ép thái dương hệ này xuống kích cỡ của một đồng 25 xu. Kích cỡ của một đồng 25 xu.
Mặt trời sẽ ngay ở chỗ đó, ngay ở giữa tay của George Washington. Kiểu như là cái gì đó đang di chuyển trong tay của ông ấy vậy. Trái đất đang xoay quanh mặt trời, và trái đất sẽ ở mép tay của George Washington, không xa lắm. Tất cả ở tại đó, ở mép. Ít nhất là chúng ta cũng nghĩ rằng đó là mép. Chúng ta không chắc lắm về sao Diêm Vương, nhưng ở ngay đây tại mép, đó là sao Mộc, sao Hải Vương. Sao Hải Vương là sao cuối cùng mà chúng ta biết. Đó là Thái Dương Hệ. Nếu đây là Thái Dương Hệ của chúng ta, thì cái dải ngân hà sẽ lớn cỡ nào? Thái Dương Hệ nằm bên trong dải ngân hà, giống như là một sự chia nhỏ trong không gian. Đó là vùng lân cận của quý vị. Đó là dải ngân hà của quý vị. Đó là như vậy. Vậy, nếu như đây là Thái Dương Hệ, thì dải ngân hà sẽ to lớn cỡ nào? Quý vị nghĩ xem, nó có lớn hơn tòa nhà này không? Lớn hơn nhiều đấy. Quý vị nghĩ nó lớn hơn thành phố Pensacola, bang Florida, nơi mà tôi được sinh ra sao? Đây là Thái Dương Hệ của quý vị, mặt trời và 8 hành tinh. Nó lớn hơn cả Pensacola, Florida nữa. Lớn hơn nữa. Còn kích cỡ của bang Florida thì sao? Lớn hơn. Đây là Thái Dương Hệ của chúng ta. Có thể là thiên hà của chúng ta sẽ mang kích cỡ của bang Texas. Lớn hơn. Quý vị nói, nó không lớn hơn bang Texas đâu. Không, nó lớn hơn đấy. Thế còn kích cỡ của cả một hộp Trung Quốc, Hoa Kỳ thì sao? Lớn hơn nhiều. Nếu đây là Thái Dương Hệ, nếu đây là Thái Dương Hệ, ngôi nhà của chúng ta, thì dải ngân hà sẽ được tượng trưng bằng toàn bộ vùng Bắc Mỹ, bao gồm Canada, Mexico và Mỹ. Chúng ta có kính hiển vọng thiên văn Hubble xoay quanh trái đất. Thấy điều gì đang diễn ra ở Chicago? Điều gì đang diễn ra ở đó vậy? Giả sử quý vị là Chúa một chút thôi nha. Không bối rối lắm đâu. Chúng ta giả sử như mặt trời là trung tâm của mọi thứ bên trong. Giả sử như quý vị là Chúa trong một chốc lát thôi. Còn tôi là một trong những số con người nhỏ bé ở bên dưới đứng nhìn lên và thốt lên rằng: "Ôi Chúa của con!" Quý vị sẽ đặt vào dải ngân hà này bao nhiêu ngôi sao? Nếu quý vị bỏ vào đó 1 tỷ ngôi sao, 1 tỷ ngôi sao, quý vị nghĩ rằng những con người nhỏ bé ở dưới đó nhìn lên và nói rằng: "Ôi Chúa của con" hay sao? Thử 2 tỷ xem. 5 tỷ, 10 tỷ, có bao nhiêu ngôi sao mà quý vị sẽ bỏ vào đó trước khi họ nhìn lên và thốt lên rằng: "Ôi Chúa thật lớn lao, Chúa thật tuyệt vời, Ngài đã dựng nên tất cả những điều này"? Thế còn 20 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ, quý vị sẽ cần bao nhiêu ngôi sao để làm cho thật là ấn tượng? Các nhà khoa học đã ước tính rằng trong dải ngân hà có hơn 200 tỷ ngôi sao. Và Chúa nói rằng, ta sẽ dựng nên cái thiên hà thứ nhì, bỏ vào trong đó hàng tỷ ngôi sao khác. Rồi Ngài cũng dựng nên cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ngài cứ làm như vậy, thưa quý vị. Các nhà khoa học đã ước tính rằng, xin hãy xem nhé, các nhà khoa học ước tính rằng, có đến hàng tỷ thiên hà. Mỗi cái lại chứa đến hàng tỷ ngôi sao. Thật quá nhiều ngôi sao. Chúa phán rằng, ta đã làm nên tất cả những thứ đó vì sự vinh hiển của ta. Kính viễn vọng thiên văn Hubble di chuyển ngoài không gian và chụp nhiều hình ảnh của phần không gian sâu thẳm. Kính Hubble phóng đại một phần của bầu trời. Kích cỡ của một hạt cát nằm giữa hai ngón tay tôi. Họ xem khu vực này và nghĩ rằng không có ngôi sao nào trong cái khu vực nhỏ bé ấy trên trời cả. Cái kích cỡ của một hạt cát nằm giữa hai ngón tay tôi. Sau 10 ngày nhìn vào cái khoảng không nhỏ bé đó, thì thấy rằng có nhiều ngôi sao trong đó hơn mức có thể đếm được. Quá nhiều ngôi sao. Đủ để chúng ta nhìn lên trời mà nói rằng: "Chúa ơi, Ngài thật lớn lao."
Người ta ước tính rằng, ước tính hiện tại có 70.000 tỷ ngôi sao. Nghĩa là 70 với 21 con số 0 đi theo sau. Quý vị hiểu chứ? Để xem tôi có thể giúp được quý vị không. Hơn 70.000 tỷ ngôi sao. Có bao nhiêu ngôi sao trong vũ trụ? Có bao nhiêu hạt cát? Người ta nói trong vũ trụ này 7.5 × 10⁻⅞. Có nhiều ngôi sao trong vũ trụ, nhiều hơn cả những hạt cát trên tất cả các bãi biển và những sa mạc trên toàn thế giới. Nếu điều đó không làm quý vị kinh ngạc thì tôi chẳng biết còn điều gì nữa. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết, khi Ngài dựng nên thế giới, Ngài đã lấy lòng bàn tay mà đo lường biển, lấy gang tay mà đo các tầng trời. Chúng ta phải sử dụng 5 ánh sáng để đo trong không gian. Chúng ta không sử dụng hệ inch, feet hay là da. Chúng ta sử dụng 5 ánh sáng, 5.88 ngàn tỷ dặm là inch, để đo lường không gian. Còn Chúa phán Ngài dùng gang tay. Thật kỳ diệu. Không những vậy, Chúa còn phán, ta khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy. Ồ, Chúa biết hết tên của tất cả các ngôi sao. Quý vị thấy đó, Chúa đã dựng nên thế giới này hoàn toàn hoàn hảo, vô cùng đồng nhất, vô cùng tuyệt vời, cho đến khi tội lỗi bước vào trong thế gian. Kinh Thánh chép rằng, khi con người phạm tội, con người mang sự gì vào thế gian? Con người đã làm sự hỗn độn, sự sáng tạo tốt lành của Chúa, và tội lỗi đã mang điều gì vào thế gian? Tội lỗi mang sự chết vào trong sự sáng tạo tuyệt đẹp của Chúa. Và đến bây giờ vẫn như vậy. Chúa đã dựng nên một thế giới hoàn hảo. Con người phạm tội và phá hủy sự sáng tạo tốt lành của Ngài. Chúa phán rằng, ta có một ý, ta sẽ cứu chuộc nhân loại. Ta sẽ làm điều không thể tin nổi, một điều mà chẳng một ai có thể làm được cả. Ta sẽ chết thế cho tạo vật của ta để mà cứu chuộc chúng. Thật kỳ diệu là Chúa đã dựng nên tất cả các vì sao, nhiều hơn cả cát trên bãi biển. Và Ngài nói rằng, ta sẽ chết thế cho tạo vật của ta. Gì cơ? Hãy xem, nếu sự sáng tạo là có thật, thì có nghĩa là có một đấng tạo hóa. Nếu tiến hóa là đúng, thì không có đấng tạo hóa. Nếu sáng tạo là đúng, thì có nghĩa là có những quy luật trong cuộc sống. Nếu tiến hóa là đúng, thì chẳng có luật lệ nào trong cuộc sống. Nếu sáng tạo là đúng, thì cuộc sống này có một mục đích. Nếu tiến hóa là đúng, thì hoàn toàn không có mục đích. Nếu sáng tạo là đúng, thì con người là một tạo vật sa ngã. Chúng ta cần một đấng cứu thế. Nếu tiến hóa là đúng, thì con người đang tiến hóa. Chúng ta không cần có đấng cứu thế. Nếu sự sáng tạo là đúng, thì con người đã mang sự chết vào trong thế gian. Nếu tiến hóa là đúng, thì sự chết chính là thứ đã mang con người vào thế giới này. Nếu sáng tạo là đúng, thì có nghĩa là có đời sau. Nếu tiến hóa là đúng, thì không có một sự sống nào sau khi chết cả. Nếu sự sáng tạo là đúng, thì có một sự an ủi khi biết về tương lai. Nếu tiến hóa là đúng, thì không có niềm hy vọng nào để biết về tương lai cả. Chúa nói rằng, thật đáng buồn, Satan đã sử dụng triết lý tiến hóa để lừa dối nhân loại. Kinh Thánh nói, Satan là một kẻ lừa dối. Nó là cha của kẻ nói dối, và nó đã đem cho con người một sự dối trá to lớn. Nó nói rằng, quý vị không có Chúa nào cả, và không có lẽ thật tuyệt đối nào cả. Quý vị tiến hóa từ món súp nguyên thủy qua hàng tỷ năm trước kia, và ngày nay quý vị có mặt tại đây mà hoàn toàn không có mục đích. Sự thật của vấn đề ở đây là quý vị có một mục đích. Vấn đề chính là con người tự nhiên. Kinh Thánh nói rằng, người nào nếu không được sanh lại, được tái sanh, được cứu, thì người đó không thể hiểu được những điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi chứng người đó có sự ấy chỉ là sự rồ dại và không có thể hiểu được. Và Kinh Thánh nói tiếp, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, thì chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành đấng Christ là ánh tượng của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng, tiến hóa là nền tảng của hàng loạt nan đề mà chúng ta đang có trên thế giới ngày nay.
Chính Satan đã khởi đầu ý tưởng này ngay trong vườn Eden khi nó nói với người nữ rằng ngươi sẽ giống như Chúa. Và bây giờ chúng ta đã sa ngã trong cái ý tưởng rằng có thể chúng ta giống như Chúa. Có lẽ chúng ta có thể làm điều mà Chúa đã làm. Và chúng ta đặt mình vào vị trí của Chúa. Và Chúa phán rằng Ngài không thích điều đó. Ta là một Đức Chúa Trời ghen tuông. Ta không muốn bất cứ ai chiếm lấy sự vinh hiển vì sự sáng tạo của ta. Ta muốn mọi sự vinh quang của sự sáng tạo dành cho ta. Chúng ta cùng tóm tắt. Sự sáng tạo là đúng hoặc tiến hóa là đúng. Tôi không tin là tiến hóa đúng. Như vậy, chỉ còn lại sự sáng tạo. Nếu sự sáng tạo là đúng, thì có nghĩa là Chúa dựng nên thế giới này. Nếu Chúa dựng nên thế giới này, thì quý vị biết có nghĩa là gì không? Ngài sở hữu nó. Nếu Ngài sở hữu nó, thì Ngài có quyền đặt ra các luật lệ, giống như 10 điều răn vậy đó. Quý vị còn nhớ 10 điều răn không? Quý vị là những người tốt phải không? Quý vị nghĩ rằng mình tốt. Chúng ta cùng xem xét chúng ta tốt cỡ nào. Chúng ta hãy xem điều răn thứ 9. Ngươi chớ làm chứng dối. Ngươi chớ nói dối. Có bao nhiêu người nói dối? Giơ tay lên nếu quý vị đã từng nói dối. Hãy giơ tay lên nếu quý vị đã từng nói dối. Thôi nào, hãy giơ tay lên xem. Nếu không thì chính quý vị đang lừa gạt tôi đấy. Như vậy, mọi người đều nói dối. Nếu quý vị nói dối, thì điều đó khiến quý vị trở nên thế nào? Nó biến quý vị thành một kẻ nói dối. Một tội nhân là một kẻ nói dối. Và có bao nhiêu người đã từng lấy cắp thứ mà chẳng thuộc về mình? Hãy cho tôi biết, nếu không thì quý vị đang nói dối đó nha. Tôi sẽ không tin quý vị đâu. Quý vị không giơ tay lên à? Được rồi. Quý vị sẽ gọi một người nào mà lấy cắp thứ mà chẳng thuộc về người đó? Một kẻ cắp, hay đặc biệt là một tên trộm? Chính xác. Còn điều này thì sao? Quý vị đã từng bất tuân ba mẹ mình chưa? Có ai đã từng làm như vậy? Được rồi. Ồ, còn điều này thì sao? Không lấy danh Chúa mà làm chơi. Kinh Thánh nói rằng, Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Và nói rằng, mọi kẻ nói dối hay tất cả những kẻ nói dối đều sẽ có phần của nó trong hồ lửa địa ngục. Vậy, sự thật chính là quý vị và tôi đã phá vỡ luật pháp hoàn hảo của Chúa. Và chúng ta sẽ bị đoán xét vào một ngày nào đó theo luật của Ngài. Vậy đấy là câu hỏi. Khi quý vị đứng trước mặt Chúa vào ngày phán xét, và Chúa phán xét quý vị bằng luật pháp hoàn hảo của Ngài, thì quý vị sẽ được xưng là vô tội hay là có tội vì vi phạm luật pháp của Ngài? Quý vị sẽ bị kết án là có tội. Quý vị sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Nhiều người sẽ nói rằng, ồ, tôi sẽ vẫn lên thiên đàng bởi vì tôi không tin có địa ngục. Thật sao? Quý vị không tin như vậy ư? Giống như là quý vị đứng giữa đường và nói rằng tôi không tin có xe tải. Sẽ chẳng giúp ích được gì cả. Nói rằng mình không tin vào điều gì đó thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Vâng, sự thật của vấn đề là quý vị sẽ bị Chúa đoán xét bằng luật pháp hoàn hảo của Ngài. Và quý vị sẽ bị xem là có tội. Và cũng giống như là đứng trong tòa án ngày nay và bị kết án là có tội. Nếu tôi phải bị như vậy, thì Kinh Thánh nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Bằng chứng của tội lỗi quý vị sẽ là ngày mà quý vị chết. Tôi muốn quý vị nhận ra rằng cứ trong 10 người thì có 10 người chết. Một ngày nào đó tôi sẽ chết và tôi sẽ cố gắng làm điều nào đó mà trước đó tôi chưa từng làm. Khi quý vị qua đời, quý vị sẽ đứng trước mặt Chúa và Ngài sẽ đoán xét quý vị và quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã không tuân theo luật pháp của Ngài. Dù quý vị nghĩ rằng điều đó không công bằng hay dù quý vị nghĩ điều đó là đúng hay sai thì Ngài vẫn là Chúa. Ngài có thể làm điều mà Ngài muốn vì Ngài đã dựng nên nó. Vậy, quý vị sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Nhiều người sẽ nói rằng, thật tình mà nói, Eric, tôi sẽ xuống địa ngục. Tôi phải hỏi quý vị câu này bởi vì tôi quan tâm đến quý vị. Nếu điều này liên quan đến quý vị, thì tôi có một tin tốt lành cho quý vị đây. Hơn 2.000 năm trước, Chúa Giê-xu đã đến và sống trên đất này. Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo và vô tội. Ngài đã chết trên thập tự giá để có thể trả thay án phạt tội lỗi cho toàn nhân loại, cho tội lỗi của quý vị và của tôi. Một sự thanh toán hợp pháp đã diễn ra. Thử nghĩ xem, tôi sẵn sàng nhận lấy tội lỗi của anh. Không thể, tôi không thể nói rằng tôi sẽ gánh thay tội của anh bởi vì chính tôi còn món nợ tội của riêng mình. Quý vị phải tìm ra ai là người vừa sẵn sàng làm điều đó và phải vừa có khả năng làm như thế. Đức Chúa Giê-xu Christ không những sẵn sàng gánh thay tội lỗi cho quý vị mà còn là đấng duy nhất có khả năng đó. Làm sao mà tôi có thể nhờ Ngài trả thay cho tội tôi được? Rất đơn giản. Kinh Thánh chép rằng, đơn giản lắm. Quý vị cần phải ăn năn.
Nếu không có sự ăn năn thì không có sự tha thứ tội lỗi. Chữ ăn năn có nghĩa là quay ngược trở lại. Quý vị đang sống cho tội lỗi, quý vị cần quay trở lại. Quý vị cần ăn năn tội lỗi, từ bỏ tội lỗi và tin cậy nơi Chúa Giêsu. Tôi biết có nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Ý tôi là họ cho rằng Ngài là nhân vật lịch sử. Nhiều người tin vào Chúa Giêsu, ma quỷ cũng tin là có Chúa và chúng nó run sợ. Có một sự khác biệt giữa việc chỉ biết và biết rằng Chúa Giêsu chính là đấng đó và tin cậy nơi Ngài. Giống như là quý vị đeo một cây dù. Quý vị không thể nhảy ra khỏi máy bay với cái dù còn nguyên trên đó và la rằng, tôi tin cái dù đó. Quý vị không cần làm như vậy, phải không? Quý vị làm gì với cái dù? Quý vị đeo nó lên, cài dây, cột dây. Quý vị buộc mình vào nó, bởi vì nó sẽ cứu quý vị khi nhảy ra khỏi máy bay. Đó là hình ảnh minh họa cho niềm tin thật là đấng cứu thế. Kinh Thánh muốn quý vị đặt đức tin vào nơi Chúa Giêsu Christ. Quý vị nắm lấy Chúa Giêsu giống như quý vị đeo dù, và quý vị tin nơi Chúa Giêsu để nhận được sự cứu rỗi. Mỗi nhịp đập trong tim quý vị cũng là một nhịp trống đưa quý vị tiến gần đến sự chết. Chúa Giêsu Christ sẽ là cái dù của quý vị. Quý vị đặt đức tin và sự trông cậy nơi đấng Christ để nhận được sự cứu rỗi. Vì vậy, thật cần thiết khi mà Ngài đã trả thay án phạt tội lỗi cho quý vị. Hãy ăn năn và tin cậy, ăn năn và tin cậy. Nếu quý vị chưa từng làm như vậy, thì tôi khích lệ quý vị hãy làm ngay hôm nay. Hãy ăn năn tội lỗi, quay lại và tin cậy nơi Chúa Giêsu là đấng cứu thế của quý vị. Ngài sẽ ban cho quý vị sự sống đời đời với Ngài trên thiên đàng. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia các buổi thảo luận về sự khởi đầu. Chúng ta chỉ mới vừa tiếp xúc với bề mặt của mọi thông tin về sự sáng tạo tuyệt vời của Chúa và cách mà Chúa dựng nên thế gian này cùng với mọi vật trong đó. Xin Chúa ban phước cho quý vị.